Chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu với mọi người cái hướng dẫn cái cách lắp cái gái lướt cặp này nè vào cái máy ha. Thì thông thường á, ta xài á, là xài cái máy mình nó không có cái ngàm này nè. Vô cái đây, đây là máy nó có cái ngàm này để xoay 45 độ nè. Thì máy này vẫn lắp được nhưng mà nó hơi khó chút xíu ha. Nhưng mà chúng ta lắp cái máy này thì nó sẽ dễ hơn ha. Giờ tôi sẽ gắn cho mọi người, dẫn gắn vô cho nó dễ ha. Trước tiên á, chúng ta cứ gắn lưỡi vô bình thường ha, cái lưỡi á. Tiên thì chúng ta cứ gắn cái lưỡi cắt vô bình thường thôi. Nút quen tay. Đây ha, đây là cái giá. Đây hướng dẫn như là kỹ càng luôn ha mọi người ha. Đây là cái giá clip nè đó, khi ta gắn thì tôi cứ gỡ này ra đó, gỡ ra rút này ra em vậy rồi, đặt cái máy này lên. Cái như thế này, chọc lưỡi vô đây. Khi ráp á là chúng ta canh hai cái mép này nè. Mép này với mép này của cái lưỡi nó sẽ đều nhau ha. Và ở trên này cái mép này nè nó thẳng với nhau. Nó sát như nè. Đó. Ha, đều nhà sát như nè chưa. Đây đây, đó. Đây thẳng nè, hai cái mép này sẽ đều nhau. Mình sẽ đưa móc này vô đây. Đưa lên cho. Móc này nó không lên nè. Vô ha. Đó, rất rõ nha. Đây sáng nè, đây. Đây nè. Đây, nó vừa khám luôn nha mọi người. Nó vừa luôn. Ha. Xong rồi chiếc này vô. Chiếc cứng luôn nha. Rồi. Đó. Nha, chiếc cứng luôn. Rồi ta quay lên đây. Bên đây thì có hai con ốc đây nè. Ốc này chỉnh nè. Ốc này chỉnh nè thấy chưa? Chúng ta siết vừa tay vô. Ha. Siết vừa này, đừng có cứng quá. Nè nó vừa. Đó. Cái này cũng vậy. Vừa tay nha. Rồi, chúng ta mới chỉnh cái mép này nè. Cái mép khe hở nè, ví dụ như là một ly. À, chúng ta chỉnh ra một ly thì khi mà nhìn vậy thì không biết là một ly đâu ha, tôi đưa như gạch vô đây, đây là như gạch ha, đó chúng ta cứ gầm cái mép này vô đây, cái mép này để như nè, tôi để cái này ha, tôi để canh nè, canh mép lưỡi nè, mép lưỡi nè nha, cái mép lưỡi trên đây nè, mép trên đây nè, cái mép lưỡi nè nó sẽ thở ra khoảng một ly so với cái mép ha, thở ra khoảng một ly đó nha, nè đó chỉnh cái thở một ly thì ta sẽ dịch chuyển ra chút xíu nè. Dịch chuyển cái thở nè ra chút xíu, ra khoảng cả một xíu ha, mình đợi một xíu lại rồi. Khi mà chỉnh đầu trên rồi, ta phải nhìn lại cái đầu dưới, hai đầu dưới nó phải đều với nhau, và hai cái rãnh này là nó sẽ đều với nhau, nó chạy song song với nhau, nó đều với nhau nha. Mép trên mép dưới hai mép này sẽ đều với nhau ha, và chỉnh sẽ đều với nhau. Sau khi chỉnh đều rồi ta siết cái nút dây này, siết ốc này lại. Chỉnh đều rồi chúng ta sẽ siết ốc này lại. Yeah.
rồi thế là xong ha, xong cái máy cái clip rồi đó, đó là xong rồi đó ha. Thì để cho tôi sẽ hướng dẫn thêm cho cái hướng dẫn thêm cho mọi người cái của cái máy đỏ ha. Ha, rồi bây giờ tôi xin giới thiệu qua cái máy màu đỏ nha. Này, nói này bỏ đây xíu. Đây. Cái máy màu đỏ thì nó khác cái màu xanh đó là nó có hai cái ngàm này, nó có cái ngàm mà xoay 45 độ nè. Dạ. Thì cái máy này chúng ta vẫn ráp được ha, nhưng mà phải để ý chút xíu. Ha, tôi chỉ ráp. Thì cũng là cái máy lên bình thường ha. Đây là cái gá. Ha. Hai gá này, gá nãy là một nha, và cái khác thôi. Cũng gỡ ra bình thường. Cái gá này tôi cũng úp lên như hồi nãy ha. Đó. Thì cũng mép trên mép dưới đều nhau, khe này sát với nhau ha. Rồi chúng ta ráp, để ý quan trọng là cái này ha. Đây, đây mọi người để ý nè, cái này nè, chúng ta thông thường để như vậy một lát sẽ không có chỉnh được cái miếng này, lý do là nó sẽ đụng, lý do là sẽ đụng cái ngàm này ha, lưu ý nha. Nên khi mà ráp cái miếng này nè, cái miếng này khi mà ráp vô chúng ta dịch về đây đó, dịch về một khoảng xa vậy nè nha, dịch về một khoảng xéo này đó, nó nằm xéo như vậy đó. Này nó lỡ xem cái này thì chúng ta phải ráp theo cách này, nó nằm xéo như vậy nha. À, cái nằm xéo vậy thì ta xiết vô này. Rồi nha, lưu ý nha, nó phải nằm xéo vậy nè, nó vẫn cứng nha. Đó rồi chúng ta mới điều chỉnh cái này được đó, cái nằm xéo này thì ta mới điều chỉnh ra vô được. Còn nếu mà nó làm thẳng thì cái ngàm này nè, cái ngàm này nó sẽ đụng với cái này thì không có điều chỉnh được nha. Đó, lưu ý nha, không điều chỉnh được. Thì khi chúng ta đặt nằm xéo vậy thì chúng ta mới điều chỉnh được đó. Thì khi mà ấy vậy thì chúng ta sẽ chỉnh cái mép mỗi bên thì cũng giống như cái máy nãy, mỗi bên sẽ ra khoảng 1 ly thôi, hay do mình chỉnh cái độ mình clip á, chỉnh xong thì chúng ta siết đầu trên này lại, siết cứng lại đó, siết cứng lại ha. Và đầu dưới này cũng vậy nha, đầu dưới này chúng ta chỉnh rồi chúng ta vẫn siết cứng lại. Rồi, vậy mọi người ha, vậy là tôi hướng dẫn xong người hai cái ráp hai cái ga clip vào hai cái máy, nó có hai cái bát khác nhau nhé. Rồi mọi người xin liên hệ mua cái ga clip này hay liên hệ với tôi theo số điện thoại bên trên ha. Rồi cảm ơn, rồi xin chào mọi người ha.